Khi thế giới vừa thở phào nhẹ nhõm vì cái chết hụt của cựu tổng thống Trump, thì ở bên kia của địa cầu có một nhân vật đã đứng ngồi không yên. Đó chính là Tập Cận Bình. Ông ấy đang bật chế độ sinh tồn khi lo lắng không nguôi về sự trở lại của Trump. Áp lực đó chưa phải là tất cả khiến ông ấy như ngồi trên chảo lửa, mà vấn đề mưa lũ nghiêm trọng vào đầu mùa mưa ở Trung Quốc không những gây thiệt hại nặng nề mà còn đang đe dọa tới công trình thế kỷ, niềm tự hào và cũng là huyệt tử của Trung Quốc. Vâng, thưa quý vị, đó chính là Đập Tam Hiệp. Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về đề tài này quý vị nhé. Xả lũ gấp cứu Đập Tam Hiệp. Lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc thực chất lần lượt ập đến ở các tỉnh khác nhau sau sự cố hồ Đồng Đình ở Hồ Nam. Áp lực bắt đầu đặt lên Đập Tam Hiệp. Mưa bão lớn vẫn đã và đang xảy ra ở Trùng Khánh và Đạt Châu, Tứ Xuyên, Trung Quốc trong nhiều ngày liên tiếp, gây lũ lụt ở 15 con sông, trong đó có sông Gia Lăng. Nước sông dâng cao và thị trấn bị ngập lụt. Sông Dương Tử đã trải qua đỉnh lũ thứ hai trong năm nay vào ngày 12 tháng 7. Lượng mưa ở huyện Điếm Giang, Trùng Khánh vượt quá 254mm trong vòng 9 giờ, lập kỷ lục cao nhất kể từ khi hồ sơ khí tượng địa phương bắt đầu có mực nước sâu 2m gây ra vụ sạt lở đất, đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Và Đập Tam Hiệp vốn là nỗi khiếp sợ nhất của người dân cũng đã bắt đầu xả lũ. Mực nước hồ chứa Tam Hiệp cao hơn cùng kỳ 15m, lập mức cao mới cùng kỳ. Đập Tam Hiệp ban đầu đã phải mở 3 cửa xả, sau đó cửa xả thứ 4. Đến thời điểm ghi hình, chúng tôi đã thu được video cho thấy hồ chứa nước Tam Hiệp ở Nghi Sương, Trung Quốc đã tích trữ hơn 10 tỷ mét khối nước lũ. Hiện tại mở tới 9 cửa xả lũ để quản lý lũ lụt ở thượng nguồn. Truyền thông Trung Quốc Hoa Nam buổi sáng đưa tin, Đập Tam Hiệp của Trung Quốc trong tình trạng báo động lũ lụt khi mưa tấn công thành phố lớn là Trùng Khánh. Truyền thông quốc tế cũng đưa tin, Đập Tam Hiệp trong tình trạng báo động khi mưa lớn và lũ lụt giết chết 6 người ở Trung Quốc. Trên các nền tảng X đã xuất hiện nhiều video cho thấy một con đê lớn dọc theo Đập Tam Hiệp bị vỡ, gây ra lũ lụt ở Trùng Khánh, nhấn chìm toàn bộ nơi này. Chưa dừng lại ở đó, lượng mưa lớn trong những ngày gần đây đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc. Người dân địa phương bị ảnh hưởng nặng nề. Khi chúng ta bước vào giai đoạn kiểm soát lũ quan trọng vào tháng 7 và tháng 8, lũ lụt có khả năng xảy ra ở cả 7 lưu vực sông lớn ở Trung Quốc. Từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 7, 31 con sông ở An Huy, Hà Nam, Vân Nam, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Giang Tô, Chiết Giang, Cát Lâm và các nơi khác đã hứng chịu lũ lụt trên mức cảnh báo. Hiện tại, 3 tỉnh An Huy, Vân Nam và Hồ Nam đã bước vào ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 3. Và 5 tỉnh, thành phố Hắc Long Giang, Giang Tô, Hồ Bắc, Trung Khánh và Tứ Xuyên đã bước vào ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp độ 4. Từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7 là giai đoạn quan trọng trong việc kiểm soát lũ lụt của Trung Quốc và là giai đoạn nghiêm trọng nhất trong việc kiểm soát lũ lụt hàng năm. Theo dự báo chính thức, trong giai đoạn quan trọng kiểm soát lũ, lũ lụt có khả năng xảy ra ở 7 khu vực sông lớn. Mưa lớn cục bộ dễ gây lũ lụt ở các sông vừa và nhỏ, lũ lụt trên núi, ngập ống đô thị, v.v. là số lượng lớn các hồ chứa vừa và nhỏ, các hồ chứa nguy hiểm, đập trạm kiểm soát, v.v. có nguy cơ xảy ra. 7 lưu vực sông lớn của Trung Quốc có được gọi là 7 hệ thống nước lớn từ Bắc xuống Nam. Đó là hệ thống sông Tùng Hoa, hệ thống sông Liêu Hà, hệ thống sông Hải Hà,
hệ thống sông Hoàng Hà, hệ thống sông Hoài Hà, hệ thống sông Tử Dư và hệ thống sông Châu Giang. Đáng chú ý nhất là có rất nhiều hệ thống đập trên các hệ thống sông ở Trung Quốc. Nhưng khi mưa lớn, các con đập cũng bắt đầu chịu áp lực. Mà bản chất của các con đập là có các hồ chứa giữ nước khi lượng mưa tiếp tục đổ về. Áp lực trên hàng loạt hệ thống đập đang mạnh mẽ chưa bao giờ hết. Dưới áp lực của nước hoặc đập bị vỡ, hoặc buộc phải xả lũ để cứu đập. Các con đập lớn nhỏ đều xả nước, hàng tỷ khối nước đều được xả. Chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng được mức độ lũ lụt sẽ như thế nào và thiệt hại lớn ra sao rồi phải không quý vị? Vấn đề lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc không có chiều hướng giảm mà mỗi năm lại lớn dần lên và hậu quả thiệt hại năm sau lớn hơn năm trước. Điều này minh chứng rằng hệ thống đập của Trung Quốc không thực sự có tác dụng trong việc đối phó với lũ lụt. Bây giờ tình hình mưa lũ tiếp tục gia tăng áp lực và Đập Tam Hiệp liên tiếp nhận cảnh báo. Giới chuyên gia trong và ngoài nước bắt đầu xôn xao thảo luận về số phận của con đập này. Có ý kiến cho rằng, bao nhiêu năm nay truyền thông vẫn nói về vỡ đập Tam Hiệp, mà đến giờ vẫn vỡ đâu. Đúng vậy, nhìn từ góc độ chuyên môn, đập Tam Hiệp là một đập trọng lực. Đây là loại đập mà sự ổn định của nó chủ yếu dựa vào trọng lượng của chính nó để chống lại áp lực nước phía sau. Đập Tam Hiệp được xây dựng bằng bê tông cốt thép và có chiều cao khoảng 185m, chiều dài khoảng 2,3 km và một hồ chứa nước khổng lồ có dung tích 39,3 tỷ mét khối. Đặc điểm của đập trọng lực là giúp nó đứng vững trước lực đẩy của nước. Các đập trọng lực có hình dáng giống tam giác với đáy rộng để tăng thêm ổn định và chống lại áp lực của nước. Nhờ vào trọng lực lớn và thiết kế hình học, đập trọng lực rất ổn định và có khả năng chống lại các lực từ dòng nước mạnh. Loại đập này có độ bền cao và ít bị hư hại theo thời gian. Quý vị thấy đấy, đập Tam Hiệp là một ví dụ điển hình của đập trọng lực, sử dụng trọng lực của chính nó để chống lại áp lực của nước. Do đó, trong những năm qua, Trung Quốc trải qua nhiều mùa mưa lũ, nhưng con đập này vẫn chưa vỡ được là có căn nguyên này. Vậy đập Tam Hiệp có thể bị vỡ hay không? Các chuyên gia quân sự thì cho rằng có thể dễ dàng bị phá hủy bằng cách cho nổ đập Tam Hiệp. Trên thực tế, đập Tam Hiệp không phải là thứ mà có thể cho nổ tung một cách dễ dàng. Tại sao lại nói vậy? Có 3 yếu tố chính. Đầu tiên, đập Tam Hiệp rất mạnh đến nỗi chỉ có động đất có cường độ 10 trở lên mới có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho nó. Để thực sự phá hủy đập Tam Hiệp, người ta phải sử dụng 66 quả bom hạt nhân Little Boy, một loại bom phân hạch sử dụng uranium-235, và tất cả chúng phải tấn công cùng một lúc, điều đó rất khó khăn. Thứ hai, hệ thống phòng không của Trung Quốc rất mạnh. Không chỉ triển khai tên lửa phòng không dọc theo biên giới và các vị trí phòng không xung quanh Tam Hiệp, mà còn có 12 sư đoàn đồn trú theo chu vi quanh đập. Hàng trăm tên lửa phòng không và vô số căn cứ radar luôn trong trạng thái sẵn sàng và máy bay chiến đấu tuần tra trên bầu trời. Chúng hoạt động 24/24 giờ trong ngày. Bất kỳ vật thể bay không xác định nào xâm nhập vào khu vực này sẽ bị bắn hạ không thương tiếc. Yếu tố cuối cùng và quan trọng nhất là Trung Quốc có tên lửa xuyên lục địa Đông Phong 41 cực kỳ chính xác và quan trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ đập. Có khả năng ném bom nhanh chóng và chính xác trên phạm vi toàn cầu. Và một khi có ai đó bắt đầu ném bom, chắc chắn chúng sẽ là mục tiêu không thể trượt. Nhưng điều này khiến không ít người tin tưởng, con đập này không thể phá hủy bằng biện pháp quân sự. Vậy thì con đập có thể vỡ theo cách nào? Đó chính là thiên tai. Mặc dù đập Tam Hiệp được thiết kế để kiểm soát lũ lụt, nhưng những trận mưa lớn và lũ lụt bất ngờ có thể tạo ra áp lực cực lớn lên đập. Chưa kể đến việc khu vực xung quanh đập Tam Hiệp có hoạt động địa chấn và các trận động đất mạnh có thể gây ra hư hại nghiêm trọng cho cấu trúc đập. Một yếu tố nữa chính là đập Tam Hiệp ngăn chặn phù sa từ thượng nguồn, gây ra sự tích tụ ở hồ chứa. Nếu lũ lụt kèm sạt lở xảy ra, thì hồ chứa cũng không chống đỡ được một lượng đất đá đổ xuống. Thêm nữa, việc bảo trì gia cố cho con đập phải được tiến hành một cách nghiêm túc và thường xuyên. Nhưng tham nhũng nội bộ với tư duy của các nhà quản lý từ bé đến lớn, hầu hết đều nghĩ với tư lợi cá nhân. Do đó, công trình thế kỷ đấy, quan trọng đấy, nhưng vẫn rơi vào cảnh cha chung không ai khóc. Cho nên người ta không thể dám khẳng định chắc chắn rằng con đập này là bất phá. Và thực tế hiện nay chính sự trừng phạt của ông trời, mưa lũ năm nay lớn hơn nhiều. Dù thời điểm này mới chỉ là bắt đầu của mùa mưa, cho nên số phận của con đập đang trở thành chủ đề nóng là vì thế.
Tại sao người ta lại quan tâm đến số phận của con đập này đến thế? Đập Tam Hiệp là điểm yếu chết người của Trung Quốc. Vâng, thưa quý vị, con đập không thể bị tấn công bởi các biện pháp quân sự, nhưng nó lại không thể chống đỡ được sự giận dữ của thủy thần. Đáng chú ý là đập Tam Hiệp đã được chỉ định là một dự án chiến lược của Trung Quốc kể từ khi xây dựng. Đây là một siêu đập mà cả nước phải xây dựng. Nó cũng là huyết mạch của nền kinh tế Trung Quốc, vì đập Tam Hiệp ở Vĩnh Huệ, vùng đất trung tâm của Trung Quốc. Nó được xây dựng trên sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc và dài thứ ba trên thế giới. Sông Dương Tử chảy từ cao nguyên Tây Tạng qua các tỉnh trọng điểm của Trung Quốc như Tứ Xuyên, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô và thành phố Thượng Hải trước khi đổ ra biển Hoa Đông. Mà Hồ Bắc là một trong những tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh chóng với nhiều khu công nghiệp và nông nghiệp hơn. Còn các tỉnh lân cận như Trùng Khánh, Tứ Xuyên đều là các khu vực kinh tế trọng điểm của Trung Quốc. Cho nên, con đập này mà vỡ thì 39,5 tỷ mét khối nước bên trong sẽ biến thành một con quái vật ngập lụt trong thời gian ngắn. Nó sẽ nhấn chìm nhiều tỉnh và khu vực, bao gồm Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Giang Tô và thậm chí là cả Thượng Hải, khiến hàng trăm triệu người mất nhà cửa. Nhưng đây chưa phải là tất cả. Sông Dương Tử chảy qua một số tỉnh thuộc quân khu Trung Bộ, một trong năm quân khu lớn của quân đội Trung Quốc. Quân khu này chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực trung tâm của Trung Quốc, bao gồm cả sông Dương Tử. Khu vực này có tầm quan trọng chiến lược cao đối với an ninh quốc gia và phát triển kinh tế. Có các lực lượng chính trong khu vực như các đơn vị bộ binh có mặt ở nhiều tỉnh dọc sông Dương Tử để bảo đảm an ninh và trật tự. Một số đơn vị thủy quân lục chiến cũng có thể được triển khai ở các khu vực chiến lược ven sông để bảo vệ các cảng và cơ sở hạ tầng quan trọng. Các đơn vị phòng không và không quân đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ không phận khu vực này. Nhiều căn cứ không quân và hệ thống phòng không được đặt tại các tỉnh xung quanh sông Dương Tử. Dù không phải là khu vực biển, nhưng sông Dương Tử là một tuyến giao thông thủy quan trọng. Do đó, một số hải quân và lực lượng tuần tra cũng hiện diện để đảm bảo an ninh. Có nhiều căn cứ quân sự, cả của bộ binh và không quân, nằm rải rác trong khu vực trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử. Khu vực này cũng có nhiều trung tâm hậu cần quân sự quan trọng để hỗ trợ các hoạt động quân sự và duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng. Cho nên, nếu con đập này vỡ, nó cũng xóa sổ hòn lọt lực lượng vũ trang và gây tổn thất nghiêm trọng cho quân đội Trung Quốc. Đây là một nguyên nhân quan trọng nữa để thế giới không rời mắt khỏi số phận của con đập khi mùa mưa lũ đến. Bởi vì nó là yếu tố cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến rất nhiều những chính sách đối ngoại và tham vọng của Trung Quốc, bao gồm cả vấn đề Đài Loan, Biển Đông hay cuộc chiến chống phương Tây của chính quyền Bắc Kinh. Nghiêm trọng hơn, nó có thể xóa sổ cả chế độ cầm quyền. Tuy nhiên, chúng ta phải nhấn mạnh một điều, đập này có vỡ hay không còn phải xem xét ý trời. Bởi mưa lũ, con người không thể kiểm soát, không thể chống đỡ, không thể phán đoán. Trước sự giận dữ của thiên nhiên, con người thực sự nhỏ bé. Vậy mới nói, công trình có kiên cố đến đâu cũng không thể thoát khỏi bàn tay của ông trời. Trong một video trước, chúng ta đã nói tới con đường trở lại Nhà Trắng của Trump. Nếu quý vị chưa xem, xin mời quý vị xem tại đây. Hôm nay chúng ta sẽ nói tới việc ông ấy bị ám sát hụt lại đang khiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đứng ngồi không yên ra sao. Trung Quốc là mục tiêu của Trump. Như chúng ta đã biết, suốt 4 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, ông ấy luôn đưa ra những quyết sách nhắm tới Trung Quốc. Bây giờ, việc ông ấy trở lại Nhà Trắng thì Hoa Kỳ lại tiếp tục dẫn đầu. Tất cả các nước trên thế giới sẽ quay trở lại kỷ nguyên thế quan. Điều này sẽ gây rắc rối lớn cho hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Chính sách quan hệ quốc tế của Trump chủ yếu nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc chứ không phải là Nga. Ông ấy sẽ giữ Nga cố định một chỗ để tấn công vào Trung Quốc. Trước đó, ông tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào năm ngoái rằng Mỹ nên xem xét thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và cho phép Ukraine trao đổi một phần lãnh thổ của mình để lấy hòa bình. Trump ủng hộ những thỏa hiệp nhất định với Nga, đặc biệt là không trừng phạt quá mức nước Nga. Về việc liệu Trung Quốc có phải là kẻ thù số 1 hay không, Trump không nói trực tiếp như vậy, mà cho biết sau khi nhậm chức.
Ông sẽ áp thuế 60% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, cắt đứt toàn bộ quan hệ giữa hai nước trong thương mại hàng hóa giữa các nước. Do vai trò lãnh đạo mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong các quy tắc thương mại quốc tế, các nền kinh tế phát triển khác cũng sẽ buộc phải tăng thuế để tránh làn sóng hàng hóa nhập khẩu. Như vậy, hàng hóa giá rẻ bị con đập thuế quan của Hoa Kỳ ngăn cản được chảy ra ngoài Trung Quốc. Dù có cố gắng thế nào, Trump cũng hiểu rõ tầm quan trọng của mối đe dọa này, đó là ép Trung Quốc ra khỏi hệ thống thương mại thế giới. Bây giờ cơn bão mang tên Trump sẽ đặt chính quyền Biden vào thế buộc phải hành động để chạy đua vượt Trump. Rất có thể họ sẽ có những hành động mới chống lại Trung Quốc trước cuộc bầu cử. Cho nên bề mặt hai ông đang công kích nhau, chê bai nhau, nhưng thực chất họ đang chơi trò tung hứng và ai sẽ là người tung đòn mạnh mẽ hơn mà thôi. Điều này đưa chúng ta trở lại với Tập Cận Bình. Tập Cận Bình cảm thấy ấn lệnh do sự trở lại của Trump hơn bất kỳ ai khác. Vào ngày 15 tháng 7, phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai mạc trong một thông cáo báo chí phát hành cùng ngày. Tất cả đều tập trung vào việc cải cách sâu rộng hơn nữa và thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Nó cho thấy Trung Quốc cần tập trung vào nhiều chính sách như cải cách thuế hay thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Nói cách khác, giới chức Bắc Kinh đã đánh hơi thấy nguy hiểm đang tới gần mình và họ đang thay đổi để tìm cách sinh tồn. Chủ tịch Tập chỉ ra phương hướng đột phá, ngăn chặn âm mưu cản trở sự trỗi dậy của Trung Quốc của đế quốc Mỹ. Nói cách khác, làm thế nào để hiện thực hóa lực lượng sản xuất mới đã trở thành một vấn đề nguy hiểm đến tính mạng đối với Tập Cận Bình, và vấn đề này càng trở nên cấp thiết hơn khi khả năng Trump đắc cử ngày càng cao. Thực ra, để hiểu Tập Cận Bình thì phải hiểu Trump và sự tương tác giữa hai người họ. Trump là người đã mang lại sự kích thích lớn và tổn thương tâm lý nặng nề cho Tập Cận Bình. Trump đe dọa sẽ áp đặt mức thuế 60% đối với hàng hóa do Trung Quốc sản xuất sau khi nhậm chức. Một mức thuế cao như vậy sẽ làm giảm mạnh khả năng cạnh tranh của hàng hóa Trung Quốc tại thị trường Mỹ, dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong xuất khẩu, mà xuất khẩu chiếm một phần quan trọng trong GDP của Trung Quốc. Sự sụt giảm xuất khẩu có thể kéo theo giảm tăng trưởng kinh tế. Như vậy, vấn đề dư thừa sản xuất ở Trung Quốc liệu có còn không? Sản phẩm giá rẻ Made in China liệu có chỗ đứng không? Đây là một vấn đề lớn đối với ông Tập. Khi nhiều ngành công nghiệp và doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng, nó sẽ dẫn đến tình trạng thất nghiệp và tiềm ẩn bất ổn xã hội. Hàng không sản xuất được thì sẽ làm giảm lượng ngoại tệ mà Trung Quốc thu về, ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối quốc gia. Để duy trì sức cạnh tranh, Trung Quốc có thể phải phá giá đồng nhân dân tệ, gây ra những biến động trên thị trường tài chính. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc phụ thuộc vào nguyên liệu thô và linh kiện từ Mỹ. Mức thuế cao có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng và sản xuất. Đây là một bài toán không hề đơn giản. Nhưng Trung Quốc là trung tâm sản xuất toàn cầu. Nếu Trung Quốc không xuất khẩu và tự cung tự cấp, tức là nền kinh tế khép kín thì sao? Thực tế, Trung Quốc có thể tăng cường tự cung tự cấp trong một số lĩnh vực quan trọng như công nghệ, năng lượng và nông nghiệp để giảm sự phụ thuộc vào bên ngoài. Tuy nhiên, việc hoàn toàn tự cung tự cấp và phát triển một nền kinh tế khép kín là rất khó khăn và không có khả thi trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Thay vào đó, Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục hướng tới việc cân bằng giữa hội nhập quốc tế và tự chủ trong các lĩnh vực chiến lược. Cho nên không có chuyện Trump sẽ truy sát nền kinh tế Mỹ, vì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chính mình và toàn cầu. Nhưng ông ấy sẽ bắt Trung Quốc phải ngồi vào bàn đàm phán như một cường quốc thực sự, hoạt động theo luật pháp quốc tế và phải là một cường quốc có trách nhiệm, chứ không phải là một quốc gia phổ cập tư tưởng và chủ nghĩa thống trị toàn cầu của mình. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng. Xin quý vị hãy để lại quan điểm của mình để tiếp tục đóng góp cho chương trình của chúng tôi. Đừng quên nút like và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.